gia đình nhà Tôm sẽ đi ngắm lá đỏ. Papa. Đây là mùa thu đầu tiên của Tôm. Ba mẹ quay lại làm kỷ niệm sau này cho Tôm xem nhé. Bầu trời hôm nay khá là đẹp và nắng rất thích hợp cho mọi người chụp ảnh. Mọi người cùng theo chân cả gia đình nhà Tôm đi chụp ảnh nhé. Ấn theo dõi kênh của con nhé.